chúng ta đều là quan hành khiển được Ngọc Hoàng lựa chọn. Sao phải khó với nhau làm gì? Anh làm ngơ cho chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ chia phần cho anh. Anh chẳng làm gì mà cũng có ăn đó. Ta nhắc lại, con người phải làm việc rất vất vả mới có ăn. Các ngươi không được quấy phá họ nữa. Nếu không, bọn ta sẽ không cảnh cáo thế này thôi đâu. Dân dân, ngài mèo, chúng tôi rõ rồi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Vậy còn dám hối lộ tặng quà chúng ta nữa không? Dạ không, xin tha mạng. Mình ơi, mình có sao không? Không sao. Một mèo đáng ghét, chỉ dỗi ra dễ thôi. Bẩm ngài, giờ phải làm sao? Chúng lấy hết đồ dự trữ trong kho của mình rồi. Hay chúng ta tập hợp quân đánh lại chúng? Chúng ta đông người, sao phải sợ một con mèo già và ba con mèo kia chứ? Các người nhiều lời quá. Tưởng bọn chúng xuống đây tay không bắt chúng ta sao? Chắc chắn Ngọc Hoàng nó cho chúng vũ khí gì đó. Hiện tại á, mình không nên đụng vào chúng mình à. Vợ ta nói đúng. Các ngươi hãy rút binh, tạm thời yên ắng một thời gian để quan sát chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra kế sách gì đó. Hả? Tụi mày lấy đâu ra mấy cái này? Đây là đồ của nhà ta mà bọn chuột đã lấy nè. Còn đây là đồ của nhà hàng xóm. Tụi mày đã lấy chúng về từ chỗ bọn chuột sao? Tụi mày giỏi lắm. Vậy là tụi mày đến đây để giúp con người đối phó bọn chuột có đúng không? Tụi mày kêu meo meo vậy nên gọi chúng mày là mèo nha. Được rồi, các ngươi có thể ở lại đây. Nhưng mà nếu như các ngươi phá phách hơn cả bọn chuột á, thì dù thiên lôi giáng thế, ta cũng đuổi bọn ngươi đi đó. Bây giờ ta phải đi trả đồ này cho hàng xóm. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ chúng ta. Giúp được người khác thật vui sư phụ à. Bọn chuột sẽ không dám làm gì đúng không sư phụ? Mèo, sư phụ là bọn chúng sợ khiếp vía. Sư phụ thiệt là ngầu. Các con đừng chủ quan, bọn chuột có rất nhiều mưu mô. Chúng ta phải cảnh giác đề phòng để làm tốt nhiệm vụ Ngọc Hoàng đã giao. Dạ sư phụ. Nhưng giờ thì các con nghĩ đi, chúng ta đã vất vả rồi. Cha ơi, đã 3 ngày nay rồi. Nếu cứ vậy á, chúng ta chết đói luôn đó. Chúng ta không thể sống chui rút như vậy được đâu. Ta biết, làm như ta không thấy vậy. Con có giỏi thì ra mà nói với bọn mèo. Không có bánh trái gì hết á. Đồ ăn, ta phải đi tìm đồ ăn mới được. Mọi người đều rất vui khi con trả đồ cho họ mẹ à. Và con cũng đã đưa 3 con mèo nhỏ qua các nhà hàng xóm để giúp họ canh chuột rồi. Nếu bọn mèo chịu qua nhà họ thì cứ để chúng qua canh bọn chuột. Nhưng phải để tụi nó về nhà mình ăn cơm. Mẹ rất thích tụi nó meo meo suốt ngày. Dạ mẹ. Của cải lấy về từ hang chuột tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải tiền học đó con à. Con nên đi học lại đi. Nhưng cha đang bệnh mà mẹ. Con có thể tự học được. Mẹ cứ lấy tiền đó lo thuốc thang cho cha đi. Thương con quá. Đang là công tử nhà giàu có, chỉ phải lo ăn học. Tự nhiên cha bệnh, gặp nạn chuột quanh hành, tán gia bại sản, giờ phải bỏ học, lo bán bánh ăn từng bữa như thế này. Dạ không sao đâu mẹ. Con vẫn tự mình ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí mà. Làm sao đây? Cái tên mèo đó ở gần quá. Nếu ta lấy được bánh kia về á, thì chắc chắn cha sẽ tự hào về ta lắm. Không còn quát nạt ta nữa. Hình như có gì rơi trong bếp thì phải. Cái này của bọn chuột đây mà. Nó buộc dây để lôi cái nồi xuống cho bể. Nhưng mà ta trúng kế rồi.
mày không cần áy náy đâu. Con chuột nhỏ đó đánh lừa chúng ta để trộm bánh rồi. Con trai ta thật là anh hùng, ta rất tự hào về con. Chuột nhắc anh hùng. Tội nghiệp con tôi. Mình ơi, có khi nào con mình bị tật luôn không? Khéo lo, con là con trai ta, tương lai đứng đầu họ Chuột. Tật hay không tật cũng đầy quyền lực, ai cũng nể trọng. Lâu lâu mới thấy ông khen con, sau này ông phải lo công việc và thương con nhiều hơn. Tao mới đi bán nên chưa có quen lắm, hy vọng là hôm nay sẽ kiếm được ít gạo về gói bánh chưng. Vài ngày nữa là Tết rồi. Ta ước cho chàng thư sinh chăm chỉ này mua bán thuận lợi. Cho tôi mua bánh ít. Dạ bánh đây cậu. Cậu gọi con này là mèo sao? Dạ. Mèo dễ thương quá à, tôi cũng muốn nuôi. Phải đó. Coi nè, chúng ta đủ tiền ăn Tết rồi. Mẹ của ta chắc sẽ mừng lắm đây. Cậu cho tôi xin chữ đem về nhà treo. Tôi không có tiền, nhưng có cành mai và con cá để đổi đây. Dạ không sao đâu bác, cháu sẽ viết miễn phí cho bác ngay bây giờ. Cậu thiệt tốt quá, nhưng tôi thiệt tình muốn tặng cậu cành mai. Mong Tết này cậu sẽ gặp nhiều vận may như ý. Còn con cá nhỏ này là quà cho mèo. Đây, cháu tặng bác chữ phúc này. Ơ, ông ấy đâu rồi? À, thì ra là mày thích ăn cá. Được rồi, nó là của mày. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Không xong rồi cô Cam, bọn chuột lừa cậu đi chỗ khác để ăn cắp nửa ổ trứng của tôi rồi. Châu kia, sao ngươi dám ăn thóc đang phơi hả? Ta có bỏ đói ngươi ngày nào không mà ngươi dám bén mảng ra sân ăn thóc vậy hả? Không phải ngươi ăn thì còn ai vào đây? Tết nhất đến nơi rồi, hụt thóc hụt gạo như vậy thì làm sao mà còn đủ bán hả? Bác Trâu, cháu không đuổi kịp chúng rồi. Bác có làm sao không? Mèo. Thiệt là đáng buồn cho dòng họ Trâu chăm chỉ của ta. Vì sợ bọn chuột dùng cái sách đánh lạc hướng ngươi nên ta ra đây để canh bọn chúng. Vậy mà lại bị con người hiểu lầm là ta ăn thóc. Mèo. Cháu xin lỗi bác vì không bắt được bọn chuột thủ phạm. Bọn chúng đã đào mương đổ thóc xuống mà lại dùng nhiều lỗ thoát khác nhau. Cháu. Mèo. Thôi, ta hiểu mà. Tết nhất đến nơi và nhà mèo các cháu đang dây khắp nơi nên bọn chúng tìm cách quấy phá cả người lẫn vật. Anh mèo. Ừ? Anh rắn đến chơi, mời vào. Anh từ rừng xa xôi đến đây, chắc phải có chuyện quan trọng. Cũng không xa đây lắm. Đúng ra chúng tôi định vào rừng sống, nhưng giữa đường vợ tôi sắp sinh, nên chúng tôi đã làm tạm một cái ổ gần ao. Ồ, chị xin chúc mừng anh chị. Vâng, cũng may là mẹ tròn con vuông. Ngày mai là ngày đầy tháng lũ trứng con của tôi. Tôi mời anh và các cháu mèo đến chung vui có được không? Nhất định rồi, tôi sẽ mang quà tới. Cảm ơn anh mèo, các con giáp khác cũng sẽ tới chung vui. Cả chuột cũng đến chứ? Nhà chuột cũng nói là sẽ đến. Tôi biết hiềm khích giữa hai nhà mèo chuột, nhưng hy vọng anh sẽ không để bụng chứ. Chỉ cần nhà chuột không làm gì sai thì chúng tôi sẽ không gây khó dễ gì cả. Chúng ta có thể đi đến nhà rắn để chúc mừng không sư phụ? Có chứ, đó cũng là một trong các quan hành khiển, không thể vô phép được. Mèo, nhưng thưa sư phụ, bọn chuột đang lộng hành lắm. Lỡ như chúng ta đến đó, còn chúng sẽ thừa cơ cho quân phá làng phá sớm thì sao? Hay sư phụ cho chúng con ở nhà canh chừng đi. Hôm nay nhà chuột đã phá từ nhà gà đến nhà trâu rồi à.
con người cũng đang trách chúng ta sao lại để cho bọn chuột lộng hành đến như vậy đó. Các con cứ bình tĩnh, ta có một kế hoạch. Cảm ơn anh mèo đã đến. Anh chị rắn, chúc mừng, chúc mừng. Lại ra vẻ nữa rồi. Chào nhà chuột, cảm ơn đã đến dự với chúng tôi, xin mời vào. Kìa, anh chị rắn nên làm lễ cầu an cho các cháu, trời sắp đúng ngọ rồi. Anh chuột thật chu đáo. Anh chuột, anh mèo á, nói đều đúng cả. Nhưng để tôi vào xem các cháu như thế nào đã. Từ sáng đến giờ lu bu quá. Ôi trời ơi, chồng ơi, các con biến mất hết rồi. Hả? Con ta đâu? Vậy làm sao? Đi đâu vậy anh chuột? Trời ơi, con tôi. Chuyện này là sao? Ngài chuột, cứu thuộc hạ, cứu với. Chuyện này là sao? Dạ thưa bác rắn, tụi cháu biết được nhà chuột định trộm trứng của nhà bác, cho nên tụi cháu đã chặn đường hầm của chúng, đổ nước vào để bắt chúng đào hầm đến tận đây đó ạ. Tôi không hề biết chuyện này. Ngài chuột, sao lại nói vậy? Ngài đã lệnh cho chúng tôi làm mà. Thôi được, vì mèo đã cứu các con của ta nên ta sẽ tha cho nhà chuột các ngươi lần này. Dù vậy, từ nay họ nhà rắn với họ nhà chuột không bao giờ chung sống hòa bình nữa. Đứng im, không được nhúc nhích. Tụi mày chịu khó một chút để ta vẽ hình thật đẹp đón Tết. Kỷ niệm năm nay là năm đầu tiên xuống trần giúp loài người, có phải không? Mèo mèo, đến giờ ăn rồi. Chào quan hành khiển. Ông Táo, chào ông Táo. Hôm nay 23 tháng chạp, ông phải lên chầu Ngọc Hoàng đúng không? Các vị có muốn gửi lời thăm hỏi ai không? Ta sẽ giúp. Phiền ông gửi lời thăm hỏi Thái Thượng Lão Quân giúp tôi. Ông ấy hôm trước mới đem cá đến cho tôi và cho gia chủ này một nhành mai nữa. Ông ấy luôn tốt với chúng tôi. Được thôi, tôi cũng sẽ báo các vị làm việc ở đây rất tốt, xem Ngọc Hoàng có ban thưởng gì hay không. Đa tạ ông Táo. Mà nè, có chuyện này tôi nghe phong phanh thôi. Bọn chuột rất căm tức các vị, tôi lo bọn chúng có thể âm mưu trả thù. Tôi chưa thấy chúng có động tĩnh gì cả. Tôi phải lên chầu đây. Tạm biệt quan hành khiển. Tạm biệt. Sư phụ, chúng ta nên làm gì tiếp để đối phó với bọn chuột đây? Bây giờ chưa nên làm gì cả ngoài việc cảnh giác thôi. Không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu gì của bọn chúng. Dạ sư phụ. Con tưởng bọn chúng đã thay đổi tính tình, có lẽ chúng chờ chúng ta sơ hở đi trộm một mẻ lớn đó. Đuổi theo. Coi chừng bẫy. Các con yên lặng xem, ta nghe có tiếng gì đó. Anh mèo, Tết nhất đến nơi rồi, có ít quà gửi cho anh đây. Ngươi dùng kế dụ bọn ta ra đây là muốn gì? Nói thẳng đi. Anh đừng nóng, chúng ta có thể làm bạn cùng nhau, làm chủ thế gian tươi đẹp này. Nói vậy là sao? Ngọc Hoàng lệnh cho chúng ta xuống đây giúp con người mà. Các ngươi đâu cần phải quá nhiệt tình với công việc như vậy. Mặc kệ việc của bọn ta, thì bọn ta sẽ chia chiến lợi phẩm cho. Ngọc Hoàng ở xa, không biết gì đâu. Bọn ta không thèm, các ngươi thật xấu tính, cần phải dạy cho một bài học. Thế thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi chầu trời luôn. Lên. Ngươi còn chống cự nữa thì bọn học trò này sẽ chết. Hôm nay loài mèo sẽ chính thức bị xóa sổ. Biết chuột ngày càng ngông cuồng, nhà trời đã cho các con giáp xuống trần để hỗ trợ cho mèo,
nhằm thức tỉnh chuột và giúp đỡ người dân. Chúng ta tới giúp mèo đây. Ngưng tay, đình chi. Các ngươi có chịu thua chưa? Được rồi, ta thua. Thả con trai ta ra, ta hứa không trộm cắp của con người nữa. Ta hứa. Chúng ta phải bắt tay thỏa thuận chứ. Cảm ơn các vị. Nhờ Thái Thượng Lão Quân đoán biết anh sẽ gặp nguy hiểm, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng tôi đến cứu. Quả là Thái Thượng Lão Quân thần thông quảng đại. Các vị về trời xin gửi lời cảm ơn của chúng tôi. Anh mèo không về trời sao? Chúng tôi thích con người. Giả lại sắp đến Tết rồi, phải có người canh chừng chuột cho con người chứ. Mèo cùng với các con giáp trong 12 con giáp làm đúng nhiệm vụ của mình. Từ đó, mèo trở thành bạn thân của con người và được người ưu đãi đặc biệt hơn những vật nuôi khác trong nhà. Mỗi năm đến lượt mình làm linh vật, mèo luôn thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy, khéo léo để giúp đỡ con người. Con chuột thì vẫn ghét mèo nhưng chẳng làm gì được. Từ thuở xa xưa, có hai mẹ con nhà nghèo. Hằng ngày người mẹ phải đi làm mướn để kiếm bữa ăn tạm qua ngày. Cậu bé tên Mía chỉ mới lên 10, muốn đỡ đần cho mẹ. Mía đi ở cho nhà lão Hợi chuyên nghề mổ heo. Có mỗi chuyện bắt heo đi tắm rửa để tao làm thịt mà mày cũng làm không xong. Lại phải thịt một chú heo đáng yêu nữa sao? Mày đi vào rừng kiếm thêm củi về chất vào kho. Nhà sắp hết củi để nấu nước sôi rồi đó. Đi sớm còn về phụ tao nghe chưa? Dạ, con sẽ đi liền ạ. May quá, mình không phải nhìn thấy cảnh một chú heo ra đi. Sao hôm nay con lại về thăm mẹ vậy? Con nhớ mẹ quá. Con lấy củi trong rừng xong, tranh thủ về thăm mẹ. Con đi đường tắt qua núi nên về nhà nhanh hơn mẹ. Tội nghiệp con trai của mẹ. Con còn nhỏ mà đã phải làm việc vất vả như vậy rồi. Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, con phải phụ mẹ chứ. Đây là tiền công của con, mẹ giữ lấy mà mua gạo hả? Con của mẹ giỏi quá. Để mẹ vào dọn cơm mẹ con mình cùng ăn nha. Thôi, con phải về nhà lão Hội đây ạ. Nếu về trễ, lão lại trách mắng kiếm cớ cắt cơm trừ lương của con đó mẹ. Mẹ ơi, con không thể xa mẹ. Con ở lại, họ sẽ bắt con luôn á. Con đi đi. Kìa, họ tới rồi. Đi nhanh, chạy xa đi. Dạ. Mày tìm xung quanh xem con hưu con có trốn gần đây không. Đó là hưu đực, mang về nuôi lấy sừng làm thuốc cho tao. Dạ. Con không thấy ông ơi, chắc nó sợ quá, nó bỏ chạy rồi. Tiếc thật. Thôi, mang con này về làm thịt, bữa sau quay lại tìm con hưu con cũng được. Thằng bé đâu? Gọi nó về đun nước sôi cho tao còn làm việc. Chắc nó đang mãi kiếm củi. Gần tối, nó tự khắc biết đường về. Giờ ông với con nhanh mang con hưu này về nhà thôi. Tội nghiệp mẹ con nhà hưu quá. Hưu con mất mẹ rồi.
Mình là mía. Cậu đừng kêu nữa, người ta đến bắt cậu đó. Mình không làm hại cậu đâu hu con. Mình sẽ cứu cậu khỏi cái hố này, cậu đừng sợ nữa nha hu con. Cậu cố gắng leo lên lần nữa nha, mình sẽ đẩy cậu lên. Mẹ cậu bị người ta bắt đi rồi, chắc mẹ cậu sẽ không trở về với cậu nữa đâu. Cậu phải ăn mới có sức để chạy trốn. Từ nay không có mẹ ở bên cạnh để bảo vệ cậu đâu. Cậu không thích ăn cơm mà lại thích ăn muối vừng của mình sao? Cậu phải trốn cho kỹ vào. Lão Hợi cũng muốn tìm bắt cậu về nuôi lấy sừng đó. Lão ấy độc ác lắm, mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Cậu nhớ trốn ở đây nha. Đợi khi nào Lão Hợi không tìm thấy cậu rồi bỏ cuộc thì mới được ra ngoài chạy nhảy. Mình sẽ bứt cỏ mang nước đến cho cậu. Tối nay không có mẹ ở cùng, cậu đừng có sợ nha. Cứ nằm im trong hang, đừng có ra ngoài. Mình về nha, cậu nhớ phải ở trong hang chờ mình đó. Mình là bạn của cậu, cậu sẽ không cô đơn đâu. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho hươu con, nên mía đã vào rừng từ rất sớm. Cậu mang nước uống và cỏ tươi đến cho hươu con. Hươu con ơi, cậu ở đâu rồi? Cậu bị bắt rồi sao? Xin lỗi cậu nha hươu con, mình đã không giúp được gì cho cậu. Hươu con ơi, mẹ cậu đã bị bắt, cậu cũng không thoát được sao? Hư con ơi, cậu vẫn còn sống, mình mừng quá. Cậu đói nên đi tìm thêm cỏ sao? Mình có mang nước và cỏ thật tươi non cho cậu đây. Mình cứ tưởng cậu đi mất rồi, hoặc là bị thợ săn bắt mất. May cho cậu là hôm nay Lão Hợi ở nhà đó nha. À, cậu ngửi thấy mùi muối vừng sao? Cậu đúng là con hươu kỳ lạ mà. Mình không chạy nhanh như cậu được đâu. Cậu lại nhớ mẹ sao? Mình cũng vậy. May mắn là mình còn mẹ, thỉnh thoảng còn lén Lão Hợi về nhà thăm mẹ đó. Cậu thì chẳng còn mẹ nữa. Cậu hãy cố gắng lên nha. Mình sẽ làm bạn với cậu suốt đời. Cậu quay lại hang trốn đi, mình phải về nhà đây. Cậu nhớ đừng đi lung tung nha. Hư à, hư ăn trống lớn, hư mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Khi nào xin được Lão Hợi vào rừng, mình sẽ đến chơi với cậu. Cậu nhớ cẩn thận nha. Sao không thấy con hư còn đó vậy? Chắc nó sợ quá nên trốn vào rừng sâu rồi. Đi săn mãi mới thấy hai mẹ con hư đó, mà để sống mất con hư con rồi. Thôi, mình đi kiếm con khác đi ông. Hy vọng là lão ấy không muốn tìm bắt hươu con nữa. Mình phải nói với hươu con trốn kỹ hơn mới được. Có phải là có thú rừng gần đây không? Con cũng có nghe thấy tiếng sột soạt. Mình đuổi theo không ông? Đuổi theo nhanh, biết đâu lại là con hươu con đó. Sao không thấy con thú nào vậy? Nó chạy nhanh quá. Có khi nào là hổ hay báo không ông? Chỗ này hơi sâu trong rừng rồi, coi chừng có thú dữ thật. Tao với mày lo về, không để làm mồi cho thú dữ. Hãy mày nói tao đuổi tận vào rừng sâu, giờ cậu ở đó trông chảy như càng sấy. Lão Hợi bị dọa sợ, chắc sẽ không dám đi vào tận đây nữa đâu. Từ đó,
Mía trở thành người bạn thân thiết của hươu con. Vì thương hươu con đã mất mẹ, nên Mía ngày càng chăm vào rừng tìm đến chơi cùng hươu con. Hươu con ơi, cậu đâu rồi? Mình đến chơi với cậu đây. Cậu lớn nhanh quá, mới đó đã lớn hơn mình rồi. Cậu nói mình ăn cỏ giống cậu cho lớn nhanh sao? Mình là người, không ăn cỏ được. Suốt ngày lão hợi cho mình ăn cơm nắm muối vừng, nên mình không lớn nhanh như thỏ giống cậu được đó. Mình nằm mơ thấy cậu đã lớn, còn mọc sừng rất đẹp. Mình cũng sẽ lớn nhanh như thỏ, hai đứa mình vẫn là bạn thân. Cậu muốn nằm ngủ để mơ giống mình sao? Sắp sáng rồi mà chưa thấy đứa nào chịu dậy nổi lửa nấu nước cho tao làm việc nữa. Hù ơi, hù ăn cho no để lớn thật nhanh, hù mọc sừng thật to, thật đẹp nha. Ôi da, lại không? Con ngủ quên mất, con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng Mía, mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ. Nó hay gọi hưu ơi, hưu ơi hưu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con hưu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xin vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con hưu con ấy để kiếm sừng hưu làm thuốc. Hưu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây. Lát nữa mình cho cậu ăn cái muối vừng của mình nha. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con hưu con này. Thằng này láo, thấy con hưu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, hưu mẹ đã bị ông bắt mất rồi. Giờ còn mình cậu ấy thôi. Ông tha cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Rừng là nhà của cậu ấy, ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Con xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng Mía tránh sang một bên, để tao bắt con hưu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắt nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Muốn chết hay sao mà ngán đường của tao? Hưu ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hưu ơi, con chạy đi. Thằng nhóc lão cá, dám chặn đường của tao. Hưu ơi, chạy sâu vào trong rừng nha Hưu. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Mũi tao nó nhanh lên. Mới chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi. Đúng là cái thằng kém cỏi. Đau quá, đau quá, cứu tôi. Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Con mỗi con hưu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi,
cái mông của tôi. May quá, Hu Con không bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của Hu, ông không có quyền bắt Hu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao, thì mau gọi con Hu Con đó ra đây. Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con Hu đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con Hu ra đây. Thằng bía, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Con thấy ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Không là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem, thằng mía nó còn sống không? Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy, chắc nó rơi xuống đó, chết rồi ông ơi. Kệ nó đi, tại nó tự té xuống, chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi, đi về, nhanh lên. Vậy còn con Hương thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Mình may quá, may mà có đám dây rừng giữ lại. Mình mà rơi xuống đấy, đập đầu vào đá thì chắc sống không nổi luôn. May quá, sống rồi. Hu Con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng. Mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi. Mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con Hu đó cho tao nghe chưa? Ông chủ ơi, chờ con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không, con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. À, mày lo đi tìm con Hu cho tao, đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con Hu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng Hu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con Hu nhanh lên cho tao. Đích thị là con Hu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. Chết tao rồi. Ông ơi, con tưởng ông là con Hương. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi? Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con Hương? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Chúng! Mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào là mũi tên cắm vào mông.
đó là đồng loại của cậu, cậu hãy đến làm quen đi. Thật vui khi cậu ấy tìm được đồng loại. Mình nhớ mẹ quá. Lâu nay mình không về thăm mẹ, chắc mẹ lo lắng cho mình lắm. Mình phải tìm đường về thăm mẹ thôi. Cậu không đi theo đàn của mình sao? Cậu sợ mình buồn hả? Bà là mẹ thằng Mía đúng không? Ờ đúng rồi. Thằng Mía nhà tôi có chuyện gì không cậu? Con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng Mía cho bà đây. Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng Mía. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà, mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sổng heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó, nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê, để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ mà. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con nhớ mẹ quá. Mía, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sổng mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu Mía. Bây giờ nếu biết Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh, chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Súng quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ chăm chỉ học hành,
sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ nghe lời cậu và học hành cho tốt, mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Con đừng lo lắng. Dạ, con đi nha mẹ. Em đi nghe chị. Con đã nghi ngờ là nó còn sống rồi mà. Vậy sao mày không ở lại đó canh bắt nó cho tao? Tại khu kẹp con đau quá nên con về gọi ông đến giúp sức. Cậu ơi, họ đang đuổi theo muốn bắt con đó. Để cậu chèo thuyền ra xa. Mày mơ ra đó, biết lại cho tao. Dám lừa tao rồi bỏ trốn hả? Ông ơi, con không biết bơi. Ông ơi, cứu con với, con biết bơi ông ơi. Tao cũng đâu có biết bơi đâu. Tao không biết bơi, mày đã kéo tao xuống chết chùm luôn hả? Giờ ông kéo con lên. Ông yêu quá, lại rơi xuống nước. Dạ. Mày làm không hết chuyện của tao rồi. Hư con ơi, mình là mía đây. Tạm biệt cậu. Mình sẽ sớm quay lại thăm cậu thôi. Dạ, mong thầy nhận cháu mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy hả? Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm. Cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, cậu con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hu con thế nào rồi. Cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu mía ạ. Tội nghiệp con quá. Mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi. Con định tự mình trở về quê nhà sao? Con có biết đường về nhà không? Thưa thầy, con không nhớ đường về nhà. Lúc cậu đưa con đi thì trời tối lắm, lại đi bằng thuyền, đến nơi thì trời đã sáng. Mẹ con cũng đã mất. Thư đến tai con, chắc mẹ cũng đã yên nghỉ nơi quê nhà. Giờ con quay về, rồi con sẽ làm gì? Chi bằng con cùng ta lên kinh thành để tiện đường học hành và thi cử. Khi công thành danh toại,
con trở về bái lại mẹ và cậu thì cũng chứng tỏ con đã hoàn thành tâm nguyện cho họ rồi. Thầy vẫn muốn nuôi con ăn học rồi thi cử trên kinh thành hả? Ta thấy con là đứa sáng dạ, lại rất chăm ngoan. Con cũng đã hứa phải học hành thành tài rồi mà. Nghe lời ta, hãy tiếp tục chăm chỉ học hành để mẹ và cậu con được an lòng. Con cảm ơn thầy đã thương con. Mía nghe lời thầy, hai thầy trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt, rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hưu con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hưu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng Mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu. Nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hưu quay về nằm chờ Mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, Mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua. Nay con đã học hành thành tài, xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng Mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Hưu con ơi, cậu có nhớ mình không? Đây chính là nơi mình đã gặp Hưu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hưu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, Mía đã đặt tên cho loại cây trổ hoa trắng, có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm, mọi người nói lệch đi thành cây hoa đại như bây giờ. Ngày xưa, khi đất nước còn chìm trong loạn lạc, bọn giặc mạnh lên, xâm chiếm bờ cõi và nay đã đánh đến kinh thành. Nhà vua và hoàng tử buộc phải chạy trốn. Bệ hạ, tâu bệ hạ, không hay rồi. Bọn giặc đã đánh đến cổng thành. Bọn chúng đã đến rồi sao? Con trai ta đâu? Phụ hoàng, con đây. Hãy để con giết lũ xâm lăng,
Bây giờ không phải lúc, thế giặc đang rất mạnh, con còn nhỏ quá. Quan đại thần, khanh mau dẫn hoàng tử chạy đi, ta sợ lại cầm chân bọn chúng. Hãy bảo vệ hoàng tử lấy lại cơ nghiệp nước nhà. Không, phụ hoàng ơi. Bệ hạ, xin hãy dắt hoàng tử chạy đi. Thần đã sắp xếp quân hộ vệ ở ngoài rồi. Xin cho thần mượn áo của bệ hạ để đánh lạc hướng bọn giặc. Quan đại thần, khanh không thể hy sinh như vậy được. Bệ hạ, thần chỉ là bề tôi hèn mọn, không có thần thì vẫn còn những người khác. Còn bệ hạ cửu ngũ chí tôn không thể thay thế. Người còn thì giang sơn mới còn. Xin người hãy đi mau kẻo muộn mất. Khanh, trong cơn nguy cấp, xin đắc tội với bệ hạ. Người đâu? Dạ. Các người hãy bảo vệ bệ hạ và hoàng tử. Xin người bảo trọng. Bắt hết bọn chúng cho ta. Hãy mau, đường này. Nhà vua kia, đuổi theo hắn, bắt sống hắn cho ta. Đuổi theo ta đi. Bọn mi có đuổi theo ta thì nhà vua và hoàng tử mới chạy thoát được. Cung thủ đâu? Bắn con ngựa cho ta. Bắn hắn cho ta, không được để hắn thoát. Nhà vua kia, mi đừng hòng thoát. Ngươi bị lừa rồi. Ta chỉ là một tên quan hoàng, còn nhà vua đã đi xa khỏi kinh thành từ lâu. Cái gì? Bắn! Các ngươi đừng hòng bắt được ta. Đêm đen thế này á, làm sao biết lão chết hay chưa? Chết đá cao vậy nữa, lại thêm lão già đã già lũ cũ, kiểu gì cũng chết. Vậy ta sẽ nói là lão chết rồi nha. Ông quả là một trung thần hiếm có. Long quân sẽ phong cho ông làm quan dưới thủy tề. Nhưng trước hết, ông hãy trở lại trần gian, giúp Long quân một việc. Ta đang ở đâu? Ta chết rồi sao? Vết thương cũng khỏi rồi, hình như có người cứu ta. Còn nhắc đến Long quân cần ta làm gì đó, bộ quần áo này. Vật gì vậy nhỉ? Kìa, đại nhân, đó là trứng của gia đình Long quân, xin hãy cẩn thận. Ngài là? Ta là thần Kim Quy, trời đất ghi nhận tấm lòng trung hiếu của ngài với đất nước. Long quân muốn nhờ ngài một việc. Xin thần Kim Quy chỉ dạy. Long quân đã chọn ngài và muốn ngài bảo vệ quả trứng này, đứa con mới sinh của gia đình Long quân. Hãy chăm sóc và dạy dỗ cho con của Long quân, rồi ngài sẽ được đền đáp xứng đáng. Tạ ơn thần Kim Quy cứu mạng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì thần yêu cầu, nhưng tôi chỉ là kẻ tài hèn sức mọn, sao có thể nuôi dạy được con của Long quân? Người đừng quá lo lắng. Chiếc móng rùa của ta sẽ giúp người những lúc nguy cấp.
Hoàng Nhi, con hãy chạy đường này nóc đi, cha sẽ nhử bọn chúng chạy đường kia. Xin phụ hoàng cho con nhử bọn chúng. Phụ hoàng chạy đi. Không được, con là người kế vị, con phải được an toàn. Còn ta sẽ tìm đến Trần tướng quân để yêu cầu chi viện, giúp sức. Phụ hoàng, lỡ như người không chạy thoát được, nước mất vào tay giặc. Ta là vua, phải biết mạnh mẽ để đối đầu với hoàn cảnh này. Nếu ta mất gì nữa thì cũng là một sự hy sinh của một người đứng đầu quốc gia. Và con, hãy nhớ rằng con là hy vọng duy nhất của đất nước này. Con phải rèn luyện và trở thành một vị vua xứng đáng. Giờ con mau chạy đi, nhanh lên. Ồ, quả trứng đẹp quá. Nhưng trông mỏng manh như vậy, lỡ như không cẩn thận thì... Cứu tôi, cứu giai. Xin cứu tôi giai. Trời, hoàng tử đây mà. Hoàng tử, người có sao không? Hoàng đại thần, là ông thật sao? Tướng quân, nhà vua chạy hướng kia ạ. Tên vua dường như đang chạy chậm lại để nhử chúng ta hay sao? Ta thấy ở đây có dấu chân ngựa, có vẻ đã dừng một lúc. Có thể là kế Dương Đồng kích tay. Hoàng tử là người thật rồi. Mừng quá, may mà gặp người. Làm sao đây, bọn giặc đang truy sát chúng ta. Ta nhớ rồi, móng rùa, thần Kim Quy, một toán người ngựa đang đến. Hãy giúp ta. Mau nằm xuống. Chạy mau, chạy mau. Thôi, điện khổ kìa. Hoàng tử là thần đây mà, đừng sợ. Kìa, hóa ra quan đại thần có phép sao? Không phải vậy đâu hoàng tử, nhờ móng của thần Kim Quy này đây. Cấp báo tướng quân, chúng thuộc hạ đã trở về. Có tìm được gì không? Bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ đuổi theo đến gần bờ biển thì gặp một con hổ to ngán đường nên không thể đi tiếp được. Cái gì? Dạ bẩm, bọn thuộc hạ nghĩ con hổ vừa to và dữ như thế thì ai cũng phải bỏ mạng trước nó thôi. Ta không tin, ở bờ biển làm sao có hổ? Dạ bẩm, lỡ nó đi lạc đến đây thì sao ạ? Dấu chân ngựa ở ngã ba đường cho thấy con ngựa đã ở đó rất lâu. Rất có thể có người chạy vào đường đó trốn. Các người quay lại chỗ đó xem xét kỹ càng hơn cho ta. Chắc chắn phải dò la được gì đó. Bẩm tướng quân, còn con hổ? Thì ra là Long Quân cứu ngài để nhờ ngài nuôi dạy quả trứng này, giống như ngài hay dạy học cho ta, có phải không? Phải rồi. Còn hoàng tử, bệ hạ sẽ quay lại đây đón người chứ? Ta không biết nữa, chỉ mong là phụ hoàng sẽ thoát được bọn giặc. Nếu phụ hoàng tìm được đến chỗ Trần tướng quân thì... Hoàng tử đừng lo, bệ hạ phúc lớn nên sẽ không việc gì đâu. Giờ hoàng tử chịu khó ở lại đây cùng lão thần chăm sóc trứng thần này nha. Vâng, ta nghe lời ngài. Hoàng tử, việc chúng ta cần làm nhất lúc này là phải giả dạng thành dân thường, không cho ai biết về lai lịch chúng ta hết, và bảo vệ trứng thần này nữa. Dân. Vậy chúng ta hãy đổi xưng hô thành ông cháu. Thêm nữa, hoàng tử phải cùng ta làm việc như những người dân thường để tránh bại lộ. Người có hiểu không? Ta... À, cháu xin nghe lời ông. Quan... À, ông ơi, chúng ta nên đào cát lắp quả trứng lại để che giấu nó. Ông cũng nghĩ vậy. Chúng ta cùng làm nào.
nhẹ nhẹ thôi cháu. Cháu lót thêm cỏ cho nó ấm nha ông. Ông ơi, ông ơi, xem kìa, quả trứng. Ông ơi, quả trứng đã to gấp mấy lần hôm qua rồi, làm sao để giấu nó bây giờ hả ông? Ông cho là nó sẽ còn to ra nữa. Có lẽ ta phải làm một cái nhà. Trước mắt là như vậy đã. Bây giờ ông sẽ đào hố xung quanh cho trứng thần chìm xuống cát sâu hơn. Còn cháu hãy đi kiếm cỏ khô, cành cây về đây. Chúng ta cùng dựng nhà. Ông ơi, rồi chúng ta phải làm lại căn nhà khác sao? Có lẽ để mai xem thế nào hoàng tử à. Hôm nay chúng ta đã làm hết sức rồi. Kìa, ông lại gọi cháu là hoàng tử rồi. Chúng ta đã quyết định chỉ gọi ông cháu thôi mà. Ồ, ông xin lỗi. Ông già nên lẩm cẩm rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi. Ngươi có nghe bọn chúng nói gì không? Hoàng tử? Thì ra tên nhóc đó chính là hoàng tử. Chúng ta làm gì tiếp đây? Giết chúng chứ làm gì? Nếu không tướng quân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Giết một lão già và đứa trẻ sao? Hay chúng ta bắt chúng gì làm con tin? Tướng quân đã nói thấy là giết, không cần hỏi. Giờ không cần tù binh. Nhưng hắn nói cũng đúng. Chúng ta không thể giết một lão già và một đứa trẻ. Hay chúng ta đốt nhà chúng. Như vậy chẳng cần phải động tay. Lửa to thế này bọn chúng không thoát được đâu. Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta đi thôi. Cháu ơi, dậy mau, dậy mau. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Ông ơi, lửa to quá. Nếu không chết nhạt cũng chết cháy mất. Thần Kim Quy, xin hãy giúp tôi. Ông ơi, chỗ này trong lành như trong rừng vậy. Phải rồi, thật lạ lùng, như một hang sâu vậy à. Ông ơi, cháu mệt quá. Đằng kia có chiếc giường. Ngày hôm nay dài quá, chúng ta lại đó nằm nghỉ vậy. Nhưng con của Long Quân trong trứng này ở đâu hả ông? Ông không biết cháu à. Ông chưa bao giờ ở trong một quả trứng thần cả. Thôi, cháu ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ tính. Vậy ta? Cậu biết tôi là hoàng tử? Tôi là con gái của Long Quân, được ấp trong trứng đây. Tôi là Hạnh Tiên. Nhưng cậu là quả trứng mà. Thì sao? Tôi vẫn nghe được hát, biết hát. Nhưng chơi mãi trong hang cũng chán. Chúng ta ra ngoài chơi đi.
Sao cậu biết là đắp lá này? Lúc ở trong trứng, cha tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ nghe chứ chưa từng thấy tận mắt. Và được nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp sống động thật, quả là kỳ dị lớn lao. Sau này tôi đánh đuổi bọn ngoại xâm xong, tôi sẽ cho cậu thấy một đất nước còn đẹp hơn nữa. Cậu sẽ làm được thôi mà. Này, cậu có biết chữ không? Dạy cho tôi đi. Được thôi. Cậu học nhanh lắm. Tôi học giỏi thì có được thưởng không? Đây, tặng cậu nè. Bông hoa đẹp quá. Cài lên tóc cho tôi đi. Kìa, ai thế kia? Ông. Cha, cha nuôi, đã thức dậy rồi. Là ai vậy? Đây là Hạnh Tiên, con gái của Long Quân, nở từ trong trứng đó ông. Đúng vậy, con gái sinh ra mắt cha nuôi. Cha đã ngủ gần một năm rồi. Được rồi, được rồi. Ta cũng hiểu rồi. Từ nay, ta sẽ nuôi dạy hai con. Chờ cha ruột của các con đến đón, có được không? Xung quanh đây đã thay đổi nhiều quá. Ông lại thắng nữa rồi. Chúng ta chỉ mới tập chơi thôi mà. Đúng vậy, các con tiếp tục rèn luyện thì sẽ sớm giỏi hơn ta thôi. Phụ thân của cháu là một kỳ thủ tài ba. Đánh cờ cũng là một cách điều khiển quân tướng. Phải điềm tĩnh, có kế hoạch, biết nhìn xa, đánh giá được đối thủ. Hoàng Nhi, tái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế. Con hoàng của ta, con không sao rồi. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Ái khanh, thật mừng vì khanh vẫn bình an. Vâng, thưa bệ hạ, thần Kim Quy đã cứu thần và nhờ thần chăm sóc cho con gái Long Quân đây. Tình cờ thần cũng gặp hoàng tử lúc bị bọn giặc truy đuổi, nên ba người chúng thần trú ẩn ở đây từ đó cho đến nay. Thần Kim Quy à, thật thần kỳ. Sau khi quân ta thắng trận, đêm qua ta nằm mộng thấy thần Kim Quy báo rằng hoàng tử đang ở đây, nên ta lập tức đến đón. Vậy chúng ta mau trở về triều thôi. Tâu bệ hạ, con là con gái Long Quân nên chưa có lệnh của cha, con không thể đi khỏi đây. Cha con sẽ lo lắng lắm. Tâu bệ hạ, vậy thần xin được ở lại đây. Thần may nhờ ơn Long Quân cứu giúp, nên thần phải tận lực giúp ngài ấy nuôi dạy người con này.
nếu không thần thành kẻ bất nghĩa. Vả lại, thần đã có tuổi cũng không thể giúp cho bệ hạ bao lâu nữa. Thời gian qua, thần đã truyền dạy cho hoàng tử hết những gì thần biết. Bệ hạ có thể an tâm. Phụ hoàng, con có thể ở lại đây để theo học quan đại thần tiếp được không phụ hoàng? Hoàng tử, con là người kế vị duy nhất của ta. Đương nhiên ta mong con được học hỏi quan đại thần. Nhưng dù bọn giặc đã bị đẩy lùi, tàn dư của chúng vẫn rất nguy hiểm. Nếu như chúng biết con ở đây, phải chăng sẽ liên lụy đến con gái Long Quân và cả dân làng nữa? Con hiểu rồi, thưa phụ hoàng. Vậy con hãy mau từ biệt rồi chúng ta trở về kinh ngay kẻo tối. Vậy ta xin từ biệt quan đại thần ở đây. Cảm tạ ngài đã chăm sóc và dạy dỗ con thời gian qua. Tạm biệt cậu, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Đây là một mảnh vỡ từ trứng thần, tôi đã đăng dây để đeo bên mình. Cậu hãy giữ lấy để nhớ đến chúng ta. Ta sẽ không quên cậu và quan đại thần đâu. Mai này khi ta quét sạch bọn ngoại xâm, đất nước thanh bình, nhất định ta sẽ quay lại tìm hai người. Mười hai năm sau, Hành Tiên đã trở thành cô gái xinh đẹp, tinh thông nghề thuốc, luôn cùng với ông lão hành y cứu người, được dân làng vô cùng yêu quý, tiếng lành đồn xa. Mời cha dùng trà. Cảm ơn con. Mau ngồi xuống đánh cờ uống trà với cha đi. Sáng giờ con đã làm nhiều rồi, chẳng cho lão già này làm gì, ta sẽ buồn nhàn rỗi mất. Kìa cha, con có làm gì đâu, chỉ phơi thuốc và thổi cơm thôi mà. Ta biết, vợ ta chỉ được phép đánh cờ, uống trà, thỉnh thoảng viết đơn thuốc. Cha đã vất vả nhiều rồi, con chỉ muốn đỡ đần cho cha thôi mà. Thần y, Hạnh Tiên, xin cứu giúp chúng tôi với. Có chuyện gì vậy? Hai người mau ngồi xuống đây. Người này bị bệnh lạ, ta chưa thấy bao giờ. Thưa ngài, bệnh này đang lây lan khắp nơi, không ai biết nó từ đâu đến. Đến nay quá nửa dân làng đã mắc bệnh rồi, xin ngài cứu chúng tôi với. Ta chỉ có thể kê thang thuốc để kìm lại sự diễn tiến căn bệnh, còn lại ta phải xuống làng xem xét thêm. Thưa cha, có thể cho con một cơ hội để giúp mọi người được không? Con có cạo kiến gì sao? Cha chờ con một lát. Bác hãy uống cái này đi. Đây là thuốc sắc từ Hoa Tứ Quý, ít nhất có thể ổn định thân nhiệt, điều dưỡng cơ thể cho bác. Không quả là thuốc thần, tôi đã thấy khỏe hẳn ra rồi. Quả là mạch đã ổn định hơn lúc nãy. Tuy vẫn cần thêm một vài vị thuốc khác để giúp ông khỏe hoàn toàn. Xin cảm tạ hai cha con thần y. Chúng tôi xin trở về làng, báo tin vui này cho mọi người biết, để đến đây chữa trị. Không cần đâu, hai bác cứ về làng đi, cha con cháu sẽ đem thuốc đến chữa trị cho mọi người. Vậy để ta đi lấy đồ đạc, chúng ta cùng xuống làng chữa bệnh. Tướng quân quả là đao pháp phi phàm. Người đang khen ta hay mỉa mai vậy? Nếu mà ta giỏi như vậy thì ta có phải bại trận trốn chui trốn nhủi như vậy hay không? Tướng quân cẩn thận, vết thương của ngài lại tái phát bây giờ. Các ngươi là lũ ăn hại, biết bao nhiêu tháng ròng cũng không do thám được gì. Thần y đó cũng chỉ là một người phàm,
sống sờ sờ trên mặt đất, chứ có đi trên mây đâu mà không tìm ra. Cấp báo. Tàu tướng quân, quân Do Thám đã tìm ra nơi ở của cha con vị thần nghi chữa bệnh Cải Tử Hoàn Sinh nổi tiếng khắp nơi. Có vậy chứ. Chúng ta mau tới đó. Một khi ta lấy lại được sức mạnh, lo gì không lấy được giang sơn này. Nhưng thưa tướng quân, lỡ thần nghi chỉ là hư danh do người ta đồn thổi, hoặc là lỡ như bọn thần nghi không chịu quy phục chúng ta thì sao? Người nói cũng phải, nhưng chúng ta phải tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục chúng. Hoặc nếu như chúng không thuận theo thì giết đi trước khi chúng đầu quân cho triều đình, hiểu chưa? Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi. Không biết. Bệ hạ giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Con đã trưởng thành, cha đã nghe các tướng quân nói. Chính con đã bắn tên khiến tướng giặc trọng thương đúng không? Phụ hoàng quá khen, con chỉ gặp may thôi. Dù thế nào đi nữa thì tướng giặc cũng bị thương nặng khiến chúng phải lùi binh. Nhờ thế mà quân ta chiếm ưu thế. Lâu nay con đã bận rộn rồi, hôm nay ta đến vì muốn nhờ con một chuyện. Phụ hoàng cứ dặn dò, giúp được cho phụ hoàng là con thấy vui rồi. Ta cần con đi ban thưởng cho cha con một thần nghi ở phía nam. Người này đã giúp trị thương cho binh lính và dân chúng, góp phần hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến vừa qua. Hơn nữa, gần đây nhờ họ mà bệnh dịch được đẩy lùi, không lan đến kinh thành. Thần y sao? Liệu có phải là... Con đừng đoán nữa, cứ đến nơi rồi sẽ biết thôi. Lần này con hãy đưa họ về kinh thành cho ta gặp mặt cảm tạ. Cấp báo bệ hạ và hoàng tử, có tin mật báo đàn dân của bọn giặc đang di chuyển về bờ biển phía nam. Hình như là chúng đang lục sục tìm kiếm hai cha con thần y nào đó. Không hay rồi, xin cha cho nhi thần được dẫn binh lên đường ngay. Được, chuẩn tấu, con phải cẩn thận đó. Tạ ơn phụ hoàng. Hạnh tiên, con để mấy cây cam thảo phơi khô của cha ở đâu rồi? Con sẽ đem ra cho cha ngay. Cha, cha ơi, cha, mấy người là ai? Chạy đi con. Thì ra hai cha con nhà ngươi chính là thần y người ta đồn thổi đó hay sao? Ông là ai? Tên tướng giặc kia. Ngươi đã bị thương, bị đánh cho tàn tác mà còn chưa biến khỏi đây sao? Lão già cũng biết ta sao? Vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Bây giờ các ngươi phải trị thương cho ta, và phải cho ta một loại thuốc hồi phục năng lực, tăng thêm sức mạnh vô song, đánh bại quân triều đình. Không đời nào. Vậy thì lão già sẽ chết. Cứ mặc ta, cứ để ta chết. Nếu cô đành lòng để cho lão già chết, ta sẽ đưa cô xuống làng cho cô chứng kiến bọn ta tàn sát dân làng từng người một. Cho tới khi cô giúp bọn ta thì thôi. Thôi được, ta sẽ chữa trị cho ngươi. Có vậy chứ. Người đâu, canh lão già. Nếu cô ta dám dùng thuốc hại ta thì giết lão cho ta. Ta thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Giờ thì ta không có đối thủ rồi. Chúc mừng tướng quân. Tên nhóc hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử. Các người canh giữ cha con lão già này cho cẩn thận. Một mình ta có thể chấp hết bọn chúng. Ngươi đánh con, ngươi cho ta uống thứ gì vậy? Các người không được đụng đến con ta. Thương đó chỉ có tác dụng trong một lúc thôi. Tướng giặc kia, hãy đỡ.
Thần Kiên Quy, xin cứu chúng tôi với. Báo cáo hành tiên ra. Hoàng tử ân thần. Hoàng tử nằm xuống. Con gái ta, nay con đã lớn, hãy theo ta về thủy phủ. Thưa cha, hoàng tử vì cứu con mà bị thương, xin cha cứu chàng với. Được rồi, cũng xem như ta trả ơn cho hoàng tử. Tạ ơn Long Quân đã cứu tôi, ngài lại còn tiêu diệt bọn giặc ngoại xâm, giữ đất nước yên bình. Xin nhận của tôi một lạy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các ngươi đứng lên đi. Cứ xem như ta đã trả ơn cho việc ngươi làm bạn cùng con ta và cứu nó khỏi bọn gian ác. Chúng ta về thôi con. Bẩm Long Quân, xin hãy khoan. Ngươi có chuyện gì mau nói đi. Tôi tuy là người phàm, nhưng thời gian lớn lên cùng hành tiên cũng đã hiểu nhau. Trong phút giây sinh tử vừa qua, tôi cảm thấy nàng là người quan trọng với cuộc đời của tôi. Chúng tôi có thể vì nhau hy sinh cho nhau. Nếu như nàng cũng đồng ý, xin Long Quân tác hợp cho chúng tôi ạ. Con gái ta, con thấy thế nào? Thưa, con gái xin nghe lời cha. Vậy được, thấy hoàng tử là người nhân nghĩa, lại trí dũng song toàn. Nay ta chấp nhận cho hai con nên duyên chồng vợ. Hãy cùng nhau sống tốt và xây dựng đất nước thanh bình, hạnh phúc. Chúng con cảm tạ Long Quân. Ông ơi, ông có thể về cung cùng chúng con, để chúng con phụng dưỡng ông. Hoàng tử à, ta đã già, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Đây là thời của các con xây dựng đất nước. Thế là ông lão xuống thủy cung cùng với thần Kim Huy, còn hoàng tử và hành tiên trở về kinh thành. Sau khi nhà vua mất, hai người trở thành vị vua và hoàng hậu anh minh, trị vì đất nước. Còn nơi trứng thần của Long Quân bị vỡ làm nhiều mảnh, trở thành ngọn núi thiên, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam ta ngày nay, dân gian gọi là núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng son nhà nghèo, sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu thương nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những chuyện xa gần mới nghe được. Ban ngày lúc cày cấy cũng cùng hát cho nhau nghe những câu hát tình duyên. Nàng mệt không? Nàng nghỉ một chút đi, để ta làm cho. Thiếp không mệt, chàng có mệt không? Chúng ta cố gắng gặt cho xong, rồi gánh về giao cho ông cả, chàng à. Chàng kể chuyện cho thiếp nghe đi. Được rồi, nàng muốn gì ta cũng chiều nàng hết. Chỉ ngại ta kể không có duyên, toàn kể chuyện buồn, làm nàng buồn theo. Không sao, miễn được nghe giọng chàng thủ thỉ bên tai là thiếp hạnh phúc lắm. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ luôn ở bên nhau, cho dù gian khổ hay đói nghèo. Cũng có lúc cãi nhau vì chuyện này chuyện nọ, nhưng cho dù cãi nhau, họ vẫn ở bên nhau không rời. Trời, chàng như đang kể chuyện của chúng ta. Thị Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đau ở đâu chăng? Trọng Cao chàng ơi, người xưa nói bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Chúng ta không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhưng cái tội lớn nhất là không có con để nối dõi. Thiếp thật có lỗi với chàng. Nàng sao lại nói như vậy chứ? Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà, cớ sao nàng lại tự trách mình? Thôi, đừng nghĩ đến nữa. Sau này trời thương sẽ ban cho chúng ta có một đàn con thôi. Thế rồi xuân qua hè đến, thu đi đông trở lại. Vợ chồng Trọng Cao vẫn hạnh phúc bên nhau. Thấm thoát một năm đã trôi qua.
Ông trời ơi, Ngài làm cho hạn hán mất mùa, chúng con chẳng còn gạo thóc để ăn, thì làm sao mà sống cho được đây? Chị ăn đi cho đỡ đói, tôi chỉ còn có một củ khoai thôi. Ta đến xin làm thuê ở nhà lão cả, ông ta không chịu. Còn nàng thì sao? Thiếp cũng đến nhà bà Hai Mộc mượn mấy quan tiền, rồi hẹn làm thuê trừ nợ, mà bà ấy cũng không chịu chàng à. Hay là vợ chồng mình đi mót khoai, xem có còn sót lại không? Hay là ngày mai ta lên rừng đào củ mài ăn nhé. Chàng tính sao, thiếp cũng xin nghe. Xin ông cho tôi một chén gạo. Ông làm ơn, tôi làm thuê cho ông cũng được mà. Ông làm ơn đi, tôi trả nợ cho ông. Xin ông mà. Chuyện tôi cũng làm hết. Từ sáng đến giờ không kiếm được việc làm, đi đâu người ta cũng từ chối, làm sao có miếng cơm cho chồng ta ăn đây? Nàng ơi, Thị Nhi ơi, xem ta đem về cái gì nè. Thị Nhi, nàng sao vậy? Thiếp không sao đâu, chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Mà chàng đem cái gì về vậy? Nàng biết không, ta định đào củ mài, nhưng không ngờ gặp cây năng bột, ta liền chặt ngay. Ăn nó rất tốt cho sức khỏe. Nàng đang đói nên cứ nằm nghỉ, để ta đi làm những cái bánh cho nàng ăn nhé. Ta mò nãy giờ chẳng thấy con ốc con cua nào cả, chắc dân làng cũng đã bắt hết rồi nàng ơi. Thiếp bắt được mấy con còng, đem bán có thể đổi được nắm gạo. Lâu rồi chàng không được miếng cơm nào. Ta nghĩ chẳng có ai đổi đâu. Sao chàng nói vậy? Vì ai cũng đói kém như chúng ta, thì làm gì có gạo mà đổi. Chỉ còn những lão nhà giàu lo đóng cửa kín mít, sợ người dân tới dây tiền dây gạo thôi. Sao chàng không ăn đi? Ta phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà rồi cùng nhau chết được. Chàng đi đâu thiếp cũng đi theo, đói no cho thiếp theo cùng. Ta cũng tính rồi, muốn nàng đi cùng lắm, nhưng mà phải biết nơi để đi rồi an toàn trở về thì nàng mới theo. Đằng này là đi kiếm sống, lại chưa biết đến nơi nào. Vợ chồng ta chưa từng xa lìa nhau, thiếp ở lại một mình sẽ nhớ chàng lắm. Nàng hãy mạnh mẽ lên và ở lại. Nàng đi theo ta thì hương khói cha mẹ, ông bà tổ tiên hai bên liệu như thế nào? Chốn quê đất tổ, nàng cứ ở lại đợi ta, ta nhất định sẽ mang tiền bạc hay thức ăn về cho nàng. Thiếp biết ông bà dạy, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thiếp ở lại thì an toàn, nhưng chỉ buồn mà không đặng. Nàng đi theo ta lành ít dữ nhiều, chỉ bằng nàng chịu khó ở nhà đợi ta, canh ra qua ngày, ta hứa nhất định sẽ trở về. Ta sẽ về nhanh nhất có thể. Còn nếu khó nhất, hãy chờ nhau trong 3 năm. Nếu 3 năm không thấy ta trở về, nàng hãy tự biết lo cho thân mình. Vì có thể là ta đã bỏ xác nơi quê người. Nàng đừng ở vậy mà phải đi lấy chồng khác. Trọng Cao đi đã hơn 1 tháng rồi, mình ở nhà mái cũng không phải là cách, phải đi kiếm cái ăn thôi. Trong làng không còn công việc nữa, mình đi qua làng bên xem sao. Nè cô ơi, cô làm sao vậy? Cô ơi, ông là ai? Tôi là Phạm Lan, người làng Hạ. Cô cố gắng ngồi dậy đi, chứ nơi đây đường vắng vẻ, nguy hiểm lắm. Ông ở làng Hạ sao? Vậy có biết bên đó có ai cần người làm không? Thấy cô cũng hiền lành, ta có công việc như vậy, cô liệu xem có làm được hay không? Ta có người vợ đang bị bệnh,
cô có thể chăm sóc cho vợ ta được không? Ta lo cho cô cơm canh ngày hai buổi. Thưa ông, tôi vẫn đi làm cho nhà ông, nhưng thỉnh thoảng tôi phải về nhà để hương khói cho cha mẹ hai bên và đợi chồng tôi về. Như vậy có được không? Được, miễn là cô phải hoàn thành các công việc chăm sóc người bệnh cho gia đình ta. Thật tốt quá, tôi xin cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ thật chăm chỉ. Từ khi ra đi, Trọng Cao rong ruổi trên các con đường, đi đến đâu gặp người nào chàng cũng hỏi đến việc làm, nhưng lại nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Mình nghĩ rằng ra đi để kiếm miếng cơm hoặc một ít tiền đem về cho vợ, nhưng chẳng ngờ lại không kiếm được cơm, mà tiền thì cũng không. Lẽ nào ta phải bỏ xác lại nơi đây hay sao? Ê, sao dám giật bắp của ta? Đồ ăn mày đáng ghét. Vì hạn hán nên người dân không có cái ăn cái mặc, chứ nào phải ai cũng hèn hạ như vậy. Mà cô ta dám nói ông ấy là ăn mày chứ? Ông gì đó ơi, trả lại cho cô ta đi. Ta bỏ luôn cho ông ta ăn, ngươi đòi lại làm chi? Anh cũng khí phách quá đấy chứ, định đòi lại mấy trái bắp cho ta. Anh là ai? Sao đến ngồi trước nhà của ta? Đây là nhà của cô sao? Chứ không lẽ nhà của ai? Nhưng câu ta hỏi, ngươi chưa trả lời. Nhìn ngươi rất lạ, từ đâu đến đây? Ta tên Trọng Cao, từ nơi xa đến đây kiếm việc làm. Cha ta hôm nay đi chơi rồi, nhưng ta quyết định nhận ngươi vào làm việc trong nhà. Thuốc đâu? Tại sao lâu quá vậy? Dạ thưa bà, có thuốc đây. Có thuốc đây. Ngươi muốn cho ta chết hả? Thưa bà, vì hôm qua mưa, củi bị ướt nên đun thuốc hơi chậm mà, xin bà thứ lỗi. Thôi, ngươi đừng biện minh. Ta nghĩ ngươi chắc là lo nói chuyện với đám trai làng thì có đó. Cô xuống lo nấu ăn đi, để ta cho nàng ấy uống thuốc. Ta biết là nàng bệnh thì khó ở trong người nên cáu gắt, nhưng ta thấy cô này cử chỉ đoan trang, tính tình lại hiền hậu nên đem về chăm sóc cho nàng, chứ không phải là phường mèo mã gà đồng mà nàng lại nói như vậy. Thật không phải chút nào cả. Vậy chàng muốn thiếp phải xin lỗi cô ta à? Hay là chàng đau lòng khi thiếp gây nghiệt với cô ta? Tại sao nàng lại nói như vậy? Con người thì phải sống chan hòa. Mình nhờ phước đức ông bà nên có của ăn của để. Người ta nghèo khó giúp đỡ công việc thì mình càng phải trân trọng biết ơn họ chứ. Biết ơn cô ta? Để rồi thời gian sau cô ta trở thành bà chủ căn nhà này luôn đó. Cô ta có chồng rồi kia mà. Xin cô thông cảm cho vợ của ta, nàng có bệnh trong người nên nói năng có phần không phải. Xin ông yên tâm, tôi biết bà bệnh đau đớn trong người, vì vậy mới khó chịu nên tôi rất hiểu. Được vậy thì tốt. Cô nấu những món ngon cho nàng tẩm bổ thì sẽ mau khỏe lại. Cô đừng lo ngại chuyện tiền bạc nhé. Ta kiếm được người làm việc siêng năng là tốt rồi. Chỉ cho anh ta một ít cơm thừa mà anh ta cũng mừng lắm. Cố gắng làm việc cho xong thì mới được ăn cơm nha. Dạ, thưa cô, tôi làm xong thì mới được ăn mà. Trời đất ơi, con ăn cơm chưa? Thưa cha, con ăn cơm rồi. Con ăn cơm rồi hả? Con ăn rồi sao mà để người khác nhịn đói, còn bắt làm việc, thật là quá đáng. Ta thật buồn lòng vì con. Này chàng trai, nghỉ tay mà ăn cơm đi, hãy để việc đó ngày mai mà làm. Ôi, không ngờ ông bá hộ này lại tốt và có lòng thương người. Đúng là cây ngọt lại sinh trái đắng. Chàng trai này từ đâu đến?
con nhận vào làm khi nào? Con không biết anh ta từ đâu đến. Con nhận vào nhà làm việc 3 ngày nay rồi. Con phải nên hiểu, làm phước thì được phước. Gia đình ta giàu có cũng nhờ phước đức của ông bà để lại. Ta sống bằng tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người lúc hoạn nạn, ắt sẽ được phước báo. Tại sao con không ghi nhớ lời cha? Dạ, dạ, con xin, xin ghi nhớ lời cha dạy. Cô rót cho tôi miếng nước. Dạ, tôi đỡ bà dậy uống nước nha. Cô ngồi ghế đi, rồi kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cô. Vì sao cô lại đến đây làm việc? Tôi ở làng bên, năm nay mất mùa do hạn hán. Vợ chồng tôi và người dân suốt mấy tháng chỉ ăn rau củ mà không có hạt gạo nào. Chồng tôi đành phải ra đi để tìm cái ăn, còn tôi thì lưu lạc tới nơi đây. Hả? Chồng cô đành bỏ vợ mà đi hay sao? Chúng tôi không muốn như vậy, nhưng đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Chàng hẹn 3 năm sau sẽ về. Xin cô tha lỗi cho những lời nói không phải của tôi. Này trọng cao, cháu mau lại đây ta hỏi chuyện coi. Dạ. Vì sao cháu đến đây làm việc? Có vợ con gì chưa? Dạ thưa ông, làng cháu mất mùa, cả làng đều đói kém, không còn đường xoay sở, nên cháu buộc phải đi xa kiếm sống. Cháu đã có vợ, chúng cháu chưa có con à. Cháu sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, hẹn 3 năm sau sẽ quay về với nàng ấy. Ta hiểu rồi. Cháu ở đây chịu khó làm việc chăm chỉ trong 3 năm, ngoài cơm ăn áo mặc, ta còn trả công cho cháu khi quay về. Cháu nghĩ thế nào? Tôi thấy y phục của cô cũ lắm rồi. Hãy lấy y phục của tôi mà mặc. Không thưa bà, y phục dơ thì giặt, rách thì giá lại, chứ tôi không thể. Cô đừng ngại, y phục của tôi không mặc, lại không cho người khó khăn, thì bớt có tội với trời. Tôi còn muốn sau này cô chăm sóc cho chồng tôi. Nếu tôi qua đời. Không không, tôi đã có chồng rồi thưa bà. 3 năm. Phải, 3 năm chàng ấy sẽ trở về. Xin bà hãy nghỉ ngơi sớm mà. Anh thấy tôi giả giọng chó sói giống không? Tôi có thể giả giọng tiếng kêu của bất cứ con thú nào, kể cả hổ luôn đó. Nhưng anh là ai? Thì tôi cũng ở đợi giống anh thôi. Nhưng tôi ở đây 15 năm rồi. Cha mẹ mất hết, ông bá hộ thương tình đem về nuôi. Sau này ông hứa sẽ cưới vợ cho tôi luôn đó. Vậy thì tốt quá. Anh cố gắng nha. Tôi cũng cảm thấy ông bá hộ ở đây rất tốt. Ông ấy quá tốt luôn đó chứ. Không cho cô Thị Minh hiếp đáp ai đâu, còn giúp người nghèo nguyên cả làng này đó. Mì dám nói lén ta hả? Muốn chết không? Anh thấy không, cô chủ luôn bắt nạt chúng ta. Tôi đi mét ông. Thôi, dạ ăn cơm đi. Tôi chỉ giỡn với anh thôi, có gì mà phải mét chứ. Thế là 3 năm cũng qua nhanh, người dân đã bớt nhắc đến trận đói khốc liệt vừa qua. Thị Nhi ngày ngày hồi hộp chờ đợi Trọng Cao trở về. Thì qua, vợ của Phạm Lan đã mất. Cây bưởi trước sân nhà Phạm Lan đã trổ qua lần thứ 3. Thị Nhi tức tốc trở về nhà. Công của con làm việc trong 3 năm, nay ta giao tiền để đem về cho vợ. Nhưng trời sắp tối rồi, đường xa phải qua một cánh rừng. Ta nghĩ con nên lưu lại đây một đêm, sáng mai hãy khởi hành. Dạ, cháu cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng cháu tin rằng cháu sẽ về đến quê nhà bình an. Dạ, thưa ông cháu đi. Con mau đi theo Trọng Cao, hễ thấy nó đến nhà bình an thì con trở về nha.
Có tiền không? Đưa đây thì ta tha chết cho. Các ông là ai? Là cướp, hiểu chưa? Đưa tiền lại đây. Ông ơi, anh ấy bị cướp rồi. Con phải giả tiếng hổ để cứu anh ấy khỏi tay bọn cướp. Nhưng anh ấy đã bị ngã rất nặng. Dân, con mau chạy đi kêu thầy Lăng đến đây. Đến hẹn 3 năm, Thị Nhi ở nhà chờ chồng nhiều hơn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Trọng Cao trở về. Thị Nhi đành quay lại nhà của Phạm Lan tiếp tục làm người hầu. Thị Nhi à, nàng đừng làm công việc này nữa, nàng hãy nghỉ tay đi. Ta có chuyện này muốn thưa cùng với nàng. 2 năm qua, trước khi vợ của ta mất, Thị Hoa có nhắn nhủ ta nên tìm một người vợ khác để quán xuyến nhà cửa. Ta thấy nàng hiền lành nên ta cũng rất quý mến. Bây giờ ta mạnh dạn bày tỏ tình cảm là muốn nối duyên cùng với nàng đến 100 năm. Nàng nghĩ sao? Thưa ông, tôi cần phải chờ đợi chồng tôi quay về. Chàng ấy hẹn tôi sẽ đi trong 3 năm. Đến nay cũng đã 3 năm. Chờ thì cũng đã chờ rồi, nhưng mà người ấy bây giờ ở đâu? Thị Nhi à, nàng hãy dằn bớt cơn bi lụy đau thương. Ta thật đau lòng khi thấy nàng buồn khổ. Một là chồng nàng đã chết, 2 là còn sống nhưng đã lập gia đình khác ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng đã khổ nhiều rồi, hãy cùng với ta lập một gia đình mới. Tài sản của ta đủ đảm bảo cho nàng sống sung sướng trọn đời. Trọng Cao hẹn tôi trong 3 năm sẽ về, nhưng chẳng hiểu sao chàng lại không giữ lời hứa. Hay đúng như ông nói là chàng ấy đã gặp chuyện không hay rồi. Nếu đúng là như vậy, xin ông cho tôi trở về quê nhà để tang chồng trong 3 năm cho trọn đạo, rồi sau đó tôi sẽ trở lại đền đáp ơn cứu mang của ông. Được rồi, ta sẽ chờ đợi nàng trong 3 năm nữa. Con không nghe tin tức gì của Trọng Cao sao? Dạ không ạ. Chàng đi mà không gửi tin gì về cho con cả thím hai à. Hay là nó có vợ khác rồi? Con chắc chắn là không. Con chắc chắn như vậy hay sao? Nếu không phải vậy thì không lẽ nó đã vì trận đói năm đó rồi? Con cầu xin trời Phật phù hộ cho chồng con là Trọng Cao tai qua nạn khỏi. Nếu chàng không hề gì thì trong 3 năm nay phải quay về. Nhưng người phụ nữ có thì đợi đã hơn 3 năm rồi không thấy, có ai thương mình thì cũng phải nghĩ đến họ một chút. Dạ không, con đã quyết đợi anh ấy rồi. Con sẽ đợi chồng con thêm 3 năm nữa. Đây là đâu? Mọi người là ai? Hả? Cháu không nhận ra ai sao? Cháu có nhớ ra ta không? Ông là ai? Thôi, về đi con. Trời sắp tối rồi. Nếu Trọng Cao về thì cậu ấy cũng sẽ biết đường về nhà mà. Cớ sao phải ngày ngày ngồi tại đây chứ? Lỡ chàng mất trí không biết đường về nhà thì sao? Con đợi để đưa chàng ấy về. Ba năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh, không tin tức cũng chẳng có một lời đồn nào về Trọng Cao. Hàng ngày những buổi chiều tà, Thị Nhi lại ra gốc đa đăm đăm nhìn bóng người qua lại trên con đường. Và rồi nàng khóc cạn cả nước mắt khi Phạm Lan tìm đến. Đã thêm 3 năm trôi qua mà chàng ấy không một tin tức gì.
thì cả nàng và ta cũng đều hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Nàng hãy về cùng với ta, hoặc nếu nàng vẫn muốn chờ đợi thì ta cũng không ép nàng. Được rồi Phạm Lan, tôi tin chắc rằng Trọng Cao không còn nữa. Tôi sẽ theo chàng để cảm ơn ân tình của chàng bao lâu nay. Chàng làm xong chưa? Sao lâu quá vậy? Được rồi, nàng chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. Chờ ta nối thêm dây diều để bay thật cao cho nàng ngắm mà. Chàng có sao không? Sao cô chủ lại động chạm vào người tôi? Nam và nữ không được phép như vậy đâu. Ta nhớ là mình đã từ giả ông bá hộ để trở về quê nhà rồi. Nhưng sao bây giờ ta lại ở đây? Thị Nhi đâu? Nàng đâu rồi? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Không. Trọng Cao, là cậu còn sống sao? Thị Nhi chờ cậu đã suốt 6 năm rồi. Tưởng cậu đã chết nên cô ấy mới lập bàn thờ. Bây giờ cô ấy đang ở nhà của Phạm Lan làng bên. Vậy là hết. Tại mạng số của ta và nàng không còn nợ gì nhau. Ta đã đi quá lâu, hơn 6 năm trời. Ta không thể trách nàng được. Trọng Cao, Trọng Cao, là chàng thật đúng không? Thời gian qua chàng đã ở đâu hả chàng? Tại sao, tại sao bây giờ chàng mới về? Chàng làm thiếp mỏi mòn chờ đợi, chàng có biết không? Không phải là ta không muốn về. Trong 3 năm làm việc trong nhà ông bá hộ Thông, không lúc nào ta nguôi được lòng nhớ thương nàng. Chàng có biết thiếp vợ chàng trong 6 năm qua không? Ta biết. Ta về lại nhà cũ, thấy bác Hương liền hỏi hàng xóm. Họ đã kể cho ta nghe về tình cảnh giọng phu của nàng. Ta đi vắng lâu quá, hoàn toàn là lỗi ở ta. Nàng xử sự rất đúng. Ta chỉ cần gặp lại nàng một chút, vậy là đủ. Thôi thì nàng hãy về đi, xem như chúng ta hết nợ duyên rồi. Nàng hãy hạnh phúc bên gia đình mới nha. Trọng Cao chàng ơi, chàng đi đằng đẵng 3 năm trời, rồi 3 năm thiếp để tang chàng vì nghĩ chàng đã mất. Giờ đây thiếp chỉ ước mong sao được một lần ngồi ăn cơm cùng chàng cho bỏ nhớ nhung. Ta cũng nhớ bữa cơm của vợ chồng mình lắm. Dù bữa cơm đơn sơ nhưng thấm tình chồng vợ. Nhưng giờ nàng đã có gia đình khác, ta cùng nàng ngồi ăn với nhau thật không phải đạo, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của nàng. Phạm Lan, chồng thiếp đã đi ra ngoài có việc, chàng ấy sẽ không quay về ngay đâu. Thiếp xin chàng hãy cùng thiếp ăn một bữa cơm đạm bạc để trọn nghĩa vợ chồng khi xưa. Câu được con cá to, ta sẽ nướng trui cho Thị Nhi ăn tẩm bổ, chứ nàng ấy gầy ốm quá. Như vậy là đủ rồi. Ta sẽ rời khỏi đây trong đêm nay, mong cho nàng hạnh phúc. Thị Nhi nàng ơi, ta câu được con cá lóc to nè, ta làm bữa tối cho nàng ăn nha. Phạm Lan về, chàng ấy không biết chàng còn sống trở về, làm sao bây giờ? Ta sợ anh ấy hiểu lầm nàng nên không thể ra mặt để anh ấy bắt gặp ta được. Ta phải đi ngay bây giờ.